Cường xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Thì hôm nay Cường xin hướng dẫn quý vị các bạn về cách chúng ta đọc hiểu bộ hồ sơ bản vẽ nhà vườn mái Nhật 4 phòng ngủ mà bên Cường đang tư vấn thiết kế cho nhà anh Hà Sĩ có địa chỉ tại thôn Đông Thành, xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam nhé quý vị các bạn nhé. Thì đây là cái mặt tiền của công trình của nhà anh. Anh thì là nhờ Cường là tư vấn thiết kế cho anh một cái công trình nhà vườn mái Nhật đó, thì là bên mình đã thiết kế xong rồi và đã bàn giao cho anh hai bộ hồ sơ gửi về tận nhà cho anh rồi nhé quý vị các bạn nhé. Thì đây là bộ hồ sơ gốc mà mình đã có ghi mã là NV37 đó. Trong cái mã này thì các bạn có thể là kết nối Zalo với Cường để chúng ta có được cái bộ hồ sơ của công trình lần này các bạn nhé. Trước khi mà đi vào cái video lần này ấy, thì là Cường xin gửi những lời cảm ơn tới anh Hà Sĩ, chúc anh và toàn thể gia đình nhà mình là luôn luôn là mạnh khỏe, an lành, luôn đạt được cái mục tiêu của mình trong cuộc sống, cũng như tới đây anh có được một cái công trình nó đẹp, tốt, chất lượng. Đó là những cái điều mà Cường cũng như là anh em công ty cổ phần kiến trúc HCG mong muốn cho anh nhé quý vị các bạn. Thế còn trong cái video ngày hôm nay ấy, thì ngoài hướng dẫn cho thợ của anh Sĩ cũng như là anh Sĩ thì Cường cũng là làm video để gửi luôn cho các bạn, nên là các bạn nào mà xem thì các bạn cũng áp dụng được rất là nhiều trong cái công trình của nhà mình nhé các bạn nhé. Đây là một bộ hồ sơ của bên mình. Trong cái bộ hồ sơ ngày hôm nay ấy, thì là mình sẽ chia ra thành 7 phần chính. Phần đầu là mình sẽ xin phép là cảm ơn anh. Phần thứ hai là mình sẽ nghiên cứu giới thiệu cho quý vị các bạn về cái mẫu nhà vườn mái Nhật với cái diện tích là bằng sử dụng cái công trình lần này này là 145 mét vuông đó, cả sảnh siếc nó rơi vào khoảng tầm 170 gì đó ấy. Đó là phần thứ ba thì là mình giới thiệu cho các bạn là hồ sơ bản vẽ nó bao gồm những gì, là một bộ hồ sơ như này đó. Và phần thứ bốn là cách đọc bản vẽ làm sao cho nó đúng đấy. Và phần số 5 là chúng ta thi công bản vẽ thì chúng ta cần phải xem những bản vẽ nào và hồ sơ nó sẽ ra sao để chúng ta làm cái công trình nó tốt, nó chất lượng và nó không bị những cái vấn đề là chúng ta bị sai hay là tránh những hiện tượng là giữa nhà thầu và anh Sĩ là có những cái trục trặc trong quá trình mà làm đấy, thì là xem bản vẽ và để thi công sao cho nó chuẩn. Và cái vấn đề tiếp theo nữa là cái vấn đề về số thứ đó, về số 6 đúng không ạ? Mình làm cái số 6 là cách mà bản vẽ xem móng làm sao cho nó đúng, tức là xem cái phần bản vẽ móng như thế nào hay là bản vẽ kết cấu xem ra sao, đấy là phần số 6. Và phần thứ 7 thì mình sẽ chia sẻ về những cái lưu ý trong quá trình mà chúng ta thi công một cái mái Nhật hay là những cái mái nhà đấy, và để chúng ta có được cái công trình nó tốt nhất, nó chất lượng nhất. Đấy là 7 phần mà Cường xin phép là sẽ chia sẻ cho anh Hà Sĩ để cho anh xem và anh áp dụng được vào trong cái công trình nhà mình. Thì là em xin cảm ơn anh Sĩ rất là nhiều. Chúc anh là luôn luôn mạnh khỏe, và anh mà có bất cứ một cái vấn đề gì về liên quan đến thiết kế nhà hay là thi công, hay là vấn đề gì mà liên quan đến trong quá trình mình thi công, có vấn đề gì anh hãy nhắn tin lên trên nhóm và liên hệ trực tiếp với lại kiến trúc sư là em hoặc là bạn quản lý cái công trình của mình để xử lý kịp thời. Đấy là cái mà bên mình sẽ làm trong quá trình mà giám sát online nhé các bạn nhé. Còn bây giờ thì Cường xin phép là giới thiệu cho anh các bạn trước về cái mẫu nhà vườn mái Nhật 4 phòng ngủ với diện tích xây dựng công trình là bằng 100, diện tích sử dụng là 145 mét vuông ạ. Bây giờ Cường xin phép là bắt đầu nhé các bạn nhé. Thì đây là cái tờ bìa của công trình, thì trên tờ bìa này đó chính là cái mặt tiền của công trình. Thì là Cường xin giới thiệu cho các bạn về cái mặt tiền này trước để cho quý vị các bạn là dễ hình dung. Về mặt tiền công trình thì quý vị các bạn có thể thấy là bên mình đang sử dụng là hai cái tông màu chính ở đây, đó là cái tông màu ghi dưới là ngói fuxi và màu trắng và cái màu nâu ở trên cái cổ trần này, ở trên các cái phần cổ trần này, thì là mình bên cổ phà gần mái này này thì là bên mình đang sơn các bạn nhé, dạng vân gỗ, và mình nhấn nhá cái vân này thì là cái công trình của mình nó sẽ rất là nổi và thanh thoát. Tất cả những cái phần ở phần cửa sổ này bên mình đang nhấn bằng những cái gạch thẻ đó, và phần cột này bên mình đang nhấn bằng những cái phần gạch thẻ giống như cái phần này để làm cho cái công trình của mình nó sang trọng hơn. Toàn bộ những cái bậc thềm này bên mình sẽ ốp đá cho anh Hà Sĩ ở đây, đó chính là đá marble hoặc là granite nhé các bạn nhé. Mặt thềm này chúng ta có thể là đá ốp đá granite, cái mặt bậc đó màu nâu hoặc là cái màu vàng Tây Ban Nha thì nó sẽ rất là đẹp và rất là hài hòa với công trình. Còn ngói thì chúng ta có thể là dùng ngói fuxi, đấy là một trong những ngói rất là phù hợp với lại cái công trình nhà vườn mái Nhật.
Đấy là về cái công trình của về cái hình thức của nhà anh. Còn toàn bộ phần cửa này, bên mình đang thiết kế cho anh làm cửa khung nhôm và sơn màu gỗ như quý các bạn nhé. Cửa trước là cửa gỗ nên là cái công trình các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó rất là hài hòa với lại cái không gian xung quanh, cảnh quan với lại cái môi trường chung và cái hình thức của công trình. Đấy là về cái phần hình thức. Cường sẽ đi từng phần một để cho quý vị và các bạn biết được. Còn giới thiệu một chút cho bạn nào mà lần đầu đến kênh ý, thì là Cường tên là Hà Xuân Cường, là giám đốc của công ty cổ phần kiến trúc HCG. Mình sẽ là người trực tiếp mà là tư vấn cho các bạn và cũng là người mà sẽ cùng các bạn để cùng nhau mà chúng ta đồng hành xây dựng được một cái công trình nó tốt nhất ở trên khắp mọi miền Tổ quốc. Công ty của mình thì có trụ sở tại Hà Nội nhé quý các bạn nhé, và mình sẽ thiết kế và thi công ở trên toàn quốc đó. Đây cũng là cái mặt tiền công trình. Thì trên cái mặt tiền công trình này thì các bạn sẽ có thể nhìn thấy được rằng là bên mình đang sử dụng những cái gờ phào trang trí nhô ra rất là nhẹ nhàng đó. Thì nhìn dựa vào các cái phối cảnh này, các bạn có thể mường tượng và hình dung ra nó rất rõ ràng cho cái công trình của mình rồi, đúng không ạ? Đấy là về cái hình thức. Đây, Cường xin phép là dở cái phối cảnh góc ra để cho các bạn sẽ hình dung hơn. Để cho một cái công trình nó đẹp ấy, thì chúng ta cần phải hiểu về công trình trước khi mà chúng ta đọc vào hồ sơ và thi công cái công trình, thì nó sẽ làm được y hệt như thế này nhé các bạn nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ có những cái đèn để trang trí khi mà buổi tối mà chúng ta bật lên thì là nó sẽ sáng như thế này này, nó sẽ sáng ở những cái đầu ở phần thân nhà kết hợp với lại đèn ở trong nhà, thì là cái công trình của mình nó sẽ rất là đẹp và nó rất là ấm cúng đó. Ban ngày thì nó rất là hài hòa với môi trường xung quanh, nhưng mà ban đêm thì công trình sẽ rất là ấm cúng nhé các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có ở đây, đó là những cái rìa mái này này. Thì trên bản vẽ kỹ thuật chúng ta sẽ có những cái rìa mái, hay nhiều bạn hay hỏi Cường là anh Cường ơi thì cái mái Nhật nó cao bao nhiêu, thì Cường đã chia sẻ rất là nhiều trên video rồi. Thì tẹo nữa Cường sẽ bật mí ở trên bản vẽ này cho các bạn nếu mà các bạn là xem kỹ nhé các bạn nhé. Đây, đối với lại công trình của nhà anh Hà Sĩ thì là bên mình đang thiết kế cho anh là hai phần sảnh đó, tức là phần sảnh trước, đây là phần sảnh trước, và hai là phần sảnh phụ. Ở đối với mái Nhật đấy, nếu mà chúng ta hạ cốt mái xuống và làm ba hai mái, đây là ba phần mái này, ba mái như này, thì công trình sẽ rất là bề thế, sang trọng, lịch lãm và rất là đẹp. Đấy là về cái công trình. Bậc lên thì chúng ta nên làm là 5 bậc nhé các bạn nhé. 5 bậc thì nó sẽ tôn cái công trình của mình rất là nhiều, và chúng ta sẽ làm cái bậc bồn hoa ở bên dưới này nó thấp thôi, nó chỉ khoảng cao dưới mặt sân lên nó khoảng tầm 250 thôi. Thì sao ạ, nó cái phần bên dưới này chúng ta sẽ ốp đá toàn bộ này, ốp đá ở dưới diềm chân, và chúng ta làm bậc thấp như này để làm gì? Ốp đá vào cái diềm chân này nó tránh cái hiện tượng là mưa thấm bẩn phá hoại cái kết cấu của cái phần thận chân. Thế nhưng mà nó lại đạt được cho quý vị và các bạn ở đây, đó chính là cái sự là trồng cây vào đây nó sẽ đẹp, nó mềm cái công trình của mình hơn, nó chuẩn là một công trình nhà vườn mái Nhật các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái công năng của cái công trình nhà vườn mái Nhật với cái tổng diện tích mà mình ta sử dụng ở trong toàn nhà này, là bên mình đang làm là 145 m², còn là cả cái phần sảnh đó. Do là nhà có hai sảnh thế nên là cái phần sảnh ấy, là nó sẽ rơi là cả phần sảnh nữa thì là nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 155 m² nha các bạn nhé. Trên cái màn hình quý các bạn đang xem đây, đó chính là cái mặt bằng công năng của công trình. Thì tạo nữa các bạn xem tiếp ở cái cách đọc hồ sơ sao cho nó đúng ấy, thì là Cường sẽ chia sẻ rất rõ về phần kích thước cho các bạn. Thế còn là ở trên cái phần này thì Cường chỉ chia sẻ về những cái không gian thôi. Đó. Thế thì khi mà chúng ta bước lên 5 bậc đây, vào đây chúng ta có thể là nhấn nhá cái khu vực này. Đó, những cái viên gạch hoa đã, như nếu nhà chúng ta có nhiều tiền chúng ta có thể là không có tiền thì chúng ta ốp trắng bình thường, thì có tiền chúng ta làm một cái viên gạch nhẫn ở đây thì nó sẽ tôn cái công trình của chúng ta lên và nó làm cho cái công trình của chúng ta nó đẹp một cách tự nhiên, đẹp một cách sang trọng nhé các bạn nhé. Thế còn nếu chúng ta để vật liệu thường, vật liệu gạch trơn bình thường thì là nó sẽ có một cái đẹp thuần túy đó. Đấy là những cái đẹp trong cái đẹp về cái vật liệu, đẹp thuần túy nhé các bạn nhé. Khi bước chân vào thì chúng ta sẽ thấy ngay ở đây là một cái khu vực thờ. Do cái mong muốn và cũng là cái nhu cầu của anh Hà Sĩ là mong muốn là gia đình là có 4 ngủ, thì bên mình đang thiết kế đây cái phòng ngủ không một. Phòng ngủ không một này thì có vệ sinh riêng. Hai là phòng ngủ không hai là có vệ sinh, không có vệ sinh, và có hai cửa đầu hồi giường này. Phòng ngủ này có cửa đằng trước các bạn nhé, phòng vệ sinh cũng có cửa. Và chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là
cái phòng ngủ 03 thì phòng ngủ này có vệ sinh riêng, đây là một trong những cái phòng ngủ master, và có một phòng ngủ ở đằng sau, ở phần này phía sau cũng có cửa mở. Đó, thì để một cái không gian nhà nó vuông vức như này và chúng ta vẫn có được các không gian thờ ở đằng trước và kín đáo về xung quanh, thì Cường đang đặt phòng thờ ở cái khu vực trung cung. Nó tạo ra cho gia chủ một cái ở đây. Nếu mà phòng thờ mà là trung cung là quá là chuẩn rồi nha các bạn nhé, nằm ở khu vực giữa, và chúng ta sẽ tận dụng được toàn bộ cái diện tích để chúng ta sử dụng được cái không gian của công trình đấy. Và các cái phòng thờ hay phòng ngủ này, đó, nếu mà nó nằm ở đằng sau phòng thờ thì nó không bị ảnh hưởng gì về phong thủy cả, vì chúng ta còn có một cái khu vực hành lang đó, giống như là chúng ta làm đây là một cái khu vực riêng ở một căn hộ riêng. Thì tùy vào mỗi một gia chủ, chúng ta sẽ có cái cách thức bố trí các cái công trình nó khác nhau. Đó, không phải nào mà ai cũng giống như ai được nhé các bạn nhé. Đấy, không thể ai cũng giống ai được đâu, vì là mỗi một con người, mỗi một môi trường sống nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Tại sao lại nói vậy? Ví dụ như các bạn ở Phú Thọ là cùng quê với Cường, thì gia đình con trưởng bao giờ phòng thờ nó đặt phải đặt ở giữa, hay một vùng miền phòng thờ đặt giữa. Nhưng mà có những gia chủ thì đương nhiên là muốn gian thờ nó nằm ở một bên hông, hay là có những gia chủ thì sẽ mong muốn là phòng thờ nó chỉ là bàn treo kết hợp với phòng khách thôi, đúng không ạ? Vậy nên khi mà chúng ta xem một cái bộ hồ sơ hay một cái không gian nào đó, thì mỗi một không gian đấy nó chỉ phù hợp với lại một gia chủ, một công trình. Đó, đấy là cái giá trị của may đo, giá trị của thiết kế nhé các bạn nhé. May đo là gì thì các bạn biết rồi đúng không ạ? May đo là may nó mặc nó khít với cái áo chứ không phải là hàng chợ. Đấy, thế nên là các bạn không thể nào mà phán xét là tại sao phòng thờ lại đặt ở giữa hay là phòng thờ đặt ở bên hông được. Đó, mà chúng ta phải nhìn nhận ở dưới cái góc độ của gia chủ, dưới cái góc độ chuyên môn, và dưới cái góc độ của một vùng miền, và dưới góc độ của cái không gian của chúng ta. Đấy, thì cái nhìn của các bạn mới là cái nhìn trí tuệ nhé các bạn nhé. Đấy là Cường xin phép là sẽ chia sẻ sâu về vấn đề này, bởi vì sẽ có rất là nhiều bạn khi xem sẽ đưa ra những cái lập luận của mình. Đó. Tiếp theo thì chúng ta có một khu vực gian khách đây, khá là rộng rãi. Nếu một cái gian khách mà nó rộng như thế này thì là rất là tuyệt vời luôn cho anh hà sĩ. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta có một cái khoảng không để chúng ta có thể ngồi ở cái gian này 5 đến 7 mâm. Nếu mà gia đình mà có công có việc thì đây một mâm này, đây một mâm này. Đấy, đây là được 4 mâm rồi. Ở cái gian khách này thì bên mình vẫn đang thiết kế là có cái khoảng không gian để đặt bàn tivi, hay là có cửa sổ mở rất là sáng và sang trọng. Tiếp theo chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là một cái không gian bàn ăn. Về nói về cái không gian này thì Cường xin phép chia sẻ cho các bạn, đây là một trong những cái không gian rất thoáng và được tính toán để lấy gió và lấy khí rất tốt nha các bạn nhé. Tất cả các phòng này có khí rất tốt này, đó, rất sáng và khí đi luân chuyển, không bị gọi là tắc ứ động hay là bị xấu ở đâu cả. Đây là một cái khuôn để chúng ta đặt cái khu vực bếp đó, thì chỉ có một cái lưu ý là cái khu vực này chúng ta nên đặt tựa vào khu vực vệ sinh chung này, thì chúng ta nên đặt chậu rửa thôi, còn phần này chúng ta làm bếp nhá. Đấy là một lưu ý cho các bạn luôn. Đó, đây là vừa rồi, và đây là cái hình thức về phần mái này, các bạn nhìn thấy là hai phần mái đó, đây hai phần mái. Màu này hôm nay thì là bên mình đang gen ra, màu nó hơi bị đậm một chút nhé. Các bạn nào mà xem ở trên video thì các bạn thông cảm cho mình, màu sẽ rất là đậm. Ừ. Thế còn là bây giờ thì Cường xin phép là sẽ đi vào cái chủ đề chính, tức là cái hồ sơ bản vẽ bao gồm những gì, sau đó chúng ta sẽ đến là cách đọc bản vẽ sao cho đúng. Và thứ năm đó chính là cái công bản bản vẽ thì hồ sơ thì sẽ gì nhỉ, trong quá trình thi công ấy, thì bản vẽ chúng ta phải xem như thế nào. Và số 6 là xem phần bản vẽ, phần kết cấu. Số 7 là những lưu ý trong quá trình thi công nhà, đấy là những cái danh mục mà trong cái bộ bản video ngày hôm nay Cường chia sẻ. Thế nên là các bạn nào mà đang xem đến cái danh mục 2 này, các bạn có thể là xem tiếp hoặc là lưu lại cái video vào xem sau, để lúc nào ở phần bên phải ấy, nó có cái lưu danh sách ấy, các bạn lưu lại hết những cái mẫu nhà để chúng ta là đến khi nào mà rảnh ấy, thì là các bạn hãy bỏ ra các bạn xem. Thì Cường bao giờ ấy, là Cường chia sẻ nó rất kỹ nên là các bạn sẽ học được rất là nhiều nhé các bạn nhé. Đấy là một điều tuyệt vời của Cường và sẽ dành cho các bạn. Cường thì chỉ mong muốn một điều như này thôi. Những cái gì mà Cường chia sẻ ra ấy, thì là sẽ đến được
với tay của đến được những người mà thiết kế nhà, đến với tất cả bà con ở trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và các bác thầu khi xem xong thì các bác cũng nâng cao được cái tay nghề, nâng cao được cái năng lực và cái chuyên môn của mình lên. Đó, đấy là cái điều mà Cường mong muốn, và cái giá trị sẽ được lan tỏa rộng hơn khi mà các bạn hãy nhấn vào nút chia sẻ ở trên Facebook, Zalo hay là ở trên các trang mạng, để Cường xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bạn nào có nhu cầu mà tư vấn thiết kế thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với Cường qua số điện thoại là 0988 799 322, hoặc là số điện thoại số 2 là 0946 322 799 nhé các bạn nhé. Thì đấy là về cái bản vẽ và cũng như là cái công trình lần này. Bây giờ thì Cường xin chia sẻ cho các bạn là một bộ hồ sơ bản vẽ thì bao gồm những gì ạ? Trên một cái bộ hồ sơ bản vẽ mà chuẩn thì nó sẽ bao gồm rất là nhiều các hạng mục nhé các bạn nhé. Đầu tiên thì như vừa rồi chúng ta xem đó chính là cái phần 3D, để cho các bạn dễ hình dung. Phần thứ hai là phần kiến trúc. Phần kiến trúc là nó sẽ thể hiện cho các bạn biết về cái quá trình mà chúng ta thi công cái công trình của chúng ta như thế nào, thì chúng ta phải xem cái phần kiến trúc. Khi mà chúng ta xem xong phần móng thì chúng ta phải xem phần kiến trúc, nhưng mà trước khi mà xem cái phần kiến trúc ấy, thì chúng ta cần phải hiểu về 3D để chúng ta làm đã. Sau đó thì chúng ta sẽ có ở đây đó các cái phần bản vẽ liên quan đến cái phần kiến trúc này, rất là nhiều các bản vẽ khác nhau, từ những bản vẽ nó cực kỳ chi tiết để làm sao ạ, để khi mà các bạn mà thi công cái công trình ấy, thì từ phần cửa giả kích thước nó đúng và nó đẹp, thì đấy là cái phần mà các bạn cần phải xem bản vẽ. Nó cực kỳ có lợi cho các gia chủ cũng như là có lợi cho các bác thợ. Tại sao nói có lợi? Tại vì như thế này nhé, Cường chia sẻ cho các bác biết cũng như là các gia chủ biết, nếu mà các bạn có cái bản vẽ này này thì các bạn cứ thế mà làm thôi, không cần phải nghĩ hay là phải cân đối cái cột này nó có đẹp không, cái cột này nó có to không, cái le mái này ra bao nhiêu, chiều cao mái như thế nào, hay là nó có đúng phong thủy không, nó có xấu không, ốp màu gạch này nên như nào. Hồ sơ bản vẽ nó giải quyết được hết vấn đề đấy. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn đó, Cường chia sẻ thật với các bạn là điều đấy. Thế còn là trong quá trình làm thì lại còn được hỗ trợ, lại còn được tư vấn tất cả vân vân, vật tư vật liệu đó, tất cả cái này đều Cường đều chia sẻ hết mà. Cho nên là công trình nào bên mình làm ấy, thật sự ra là mình không chỉ đi quay trực tiếp được, vì là Cường chủ yếu là làm dự án, mới là Cường đi gặp các đối tác rất là lớn. Thế còn là cái kênh kiến trúc HCG thì là Cường chủ yếu là chia sẻ một những cái mẫu nhà như này lên để làm gì ạ? Để cho các bạn các bà con biết thôi, chứ còn là mình chủ yếu là làm những dự án rất là lớn đấy, thế nên là mình sẽ không có nhiều cái thời gian để đi quay hay là review cho các bạn về những cái mẫu nhà thực tế của mình, nên là các bạn thông cảm cho mình. Các bạn biết là mình làm rất nhiều năm rồi, ok đó vân vân nhé các bạn nhé. Thì bản vẽ nó sẽ giải quyết vấn đề đấy. Chẳng hạn như thế này, đây là một bản vẽ phần lát sàn, thì sao, thì các bạn nhìn đây, đây là cái mốc lát này, đây là mốc lát này, đây là mốc lát này, các bạn thấy không ạ? Đây, mốc lát trong, mốc lát ngoài nó thẳng nhau. Tại sao nó thẳng nhau? Đây, ví dụ như trong này là phải cắt gạch, trong này phải cắt gạch, nhưng ngoài này có phải cắt gạch không? Nhìn cái mạch gạch là đã biết là hồ sơ thiết kế rồi. Nhưng các bạn nhé, đấy là về cái hồ sơ bản vẽ phần kiến trúc. Nhưng mà ngoài cái ra thì chúng ta lại còn đúng về phong thủy. Đúng về phong thủy nghĩa là gì? Là các cái con số ở trên phần cửa này này đều được Cường ghi phủ bì này, check thông thủy. Đó, thế nên là tuyệt vời quá, còn gì nữa. Đấy, tiếp theo thì chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là các phần bản vẽ phần kết cấu. Cứ xem bản vẽ kết cấu là làm được đúng cái công trình của mình nó tốt nhá các bạn nhé. Không cần phải gì nhiều cả, không cần phải nói nhiều cho các bạn hình dung nữa đấy, tất cả các bản vẽ đều rất chi tiết. Và từ những cái lanh tô xà gồ để cho các bạn thi công được cái mái ngói, hay là cái phần vì kèo để chúng ta thi công các cái phần liên kết vì kèo ra sao, chúng ta mua như thế nào, chúng ta làm ra sao, đấy thì là chúng ta cứ làm như vậy là được. Và chúng ta cũng sẽ có thêm ở đây nữa chính là các cái phần bản vẽ phần điện phần nước đó, thì trong cái phần điện xem như thế nào thì tẹo nữa Cường cũng xin phép là sẽ chia sẻ rất kỹ cho các bạn để các bạn biết và chúng ta hình dung mà chúng ta làm được. Đấy là về phần bản vẽ phần điện phần nước đó vân vân. Thế là một bộ hồ sơ bản vẽ nó sẽ bao gồm là 4 phần nhé các bạn nhé. Phần kiến trúc này, phần kết cấu này, phần điện này, phần nước. Đó, đấy là về bộ hồ sơ bản vẽ. Đó. Bây giờ thì Cường xin phép là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái cách đọc sao cho nó đúng. Đó. Thực ra mà để mà chúng ta đọc được một bản vẽ làm sao cho nó đúng thì chúng ta cần phải làm như thế này này. Chúng ta cần phải xem hết các cái phần bản vẽ về phần đây người ta gọi là cái phần hình thức bằng 3D,
mô tả trước để chúng ta mường tượng ra được cả. Thứ hai nữa là chúng ta cần phải hiểu về bản vẽ là gì đó, và bản vẽ kỹ thuật là gì đó, bản vẽ chi tiết là gì, chúng ta sẽ cần phải hiểu cái vấn đề đấy. Cường sẽ nói để cho các bạn là dễ hình dung dễ hiểu. Bản vẽ là gì ạ? Là cái quá trình, bản vẽ chi tiết là gì ạ? Là những cái quá trình mà chúng ta mô tả, mô phỏng cái công trình của chúng ta ở phương diện mặt phẳng 2D. Đấy là cái điều đầu tiên. Và mô phỏng cái công trình của chúng ta từ 3D sang dạng 2D, bao gồm các cái mặt chiếu trực tiếp của công trình, các mặt cắt ngang công trình. Và mặt cắt ngang công trình nghĩa là gì? Là cắt ngang qua cái nhà này thì chúng ta có được mặt bằng. Mặt cắt chiếu thẳng cái mặt tiền công trình này thì chúng ta được cái kích thước từ cột từ phần này sang bên đây, từ dưới lên trên trần, hay là hình thức. Đó, đấy là về cái cách xem bản vẽ. Và có những gì ạ? Có những ghi chú. Đấy người ta gọi là cách, cái lý thuyết hay là gọi là cái khái niệm về cái cách mà chúng ta xem bản vẽ. Đó, cái cách mà chúng ta xem bản vẽ chi tiết. Đấy, bản vẽ là gì? Thế còn về còn trên hồ sơ thì là có những cái phần danh sách. Đấy, xem sao cho đúng, chúng ta cần phải hiểu là đây nó có những cái danh sách. Ví dụ như đây, đầu tiên chúng ta xem là mặt bằng chi tiết KT01. Đó, thì chúng ta sẽ dở cái bản vẽ KT01 ra. Đây. Đây là trên cái phần bản vẽ chi tiết KT01. Thì trên cái bản vẽ này thì có những phần ghi chú về phần kích thước. Ở đây Cường đã ghi chú rất rõ đây rồi. Và sẽ có các cái kích thước để cho chúng ta dễ hình dung. Ví dụ như là có ba cái hàng kích thước nhé các bạn nhé. Đầu tiên là cái hàng bên ngoài cùng hàng gần này này, là nó sẽ thể hiện cho các bạn về các cái kích thước đi từ những cái phần ô. Đó, từ những phần ô này, từ phần ô này. Ví dụ như đi từ đây sang đây, cửa 600, từ cái phần này sang đây là có khoảng tường 20, nhưng mà tường đấy xây là 1960 và khoảng tường này là 600. Đây là tường cửa vệ sinh, đó là rộng 500, hay là khoảng cách giữa tường này là tường này trong này là 297, và cái hàng tim ngoài này là thể hiện cái tim tường, thì chúng ta cần phải xem bản kết cấu nhé các bạn nhé. Sao lại xem bản kết cấu? Thì chúng ta phải dở cái phần bản kết cấu ra để chúng ta xem. Đó, thì chúng ta phải dở cái bản vẽ là KC06 ra để chúng ta xem. KC06 ạ, KC06. Đây. Đó, trên cái bản KC06 này này thì chúng ta sẽ thấy được là từ số 1 đến số 2 là 39, từ số 2 đến số 3 là 36, từ số 3 đến số 4 là 4 mét rưỡi, và A đến B là 36, B đến C là 4 mét rưỡi, và C đến D là 3 mét 6. Thì hay là các cái hàng cột ngoài này, này. Đó, thì Cường xin phép là đang chia sẻ để cho anh Sĩ đọc được. Thế nên là các bạn là xem thì các bạn có thể là áp dụng được. Ok. Và chúng ta sẽ thấy ở đây là chúng ta biết được rằng là cái từ cái tim cột từ trục 4 này ra đến trục ngoài cùng để làm sảnh này là 2450. Tiếp theo là từ cái mép cột này đến cái mép cột từ trục B này, này đến cái trục để chúng ta làm hai cột sảnh này là 2440. À 2 chia 240. Đó tức là bằng 24 phân nhá, gần là 250. Đó, hay là cái cột sảnh này thì đương nhiên là nó thẳng rồi. Thì đấy, chúng ta xem là phải xem kết hợp giữa KC06 nhé các bạn nhé. Cách đọc làm sao cho nó đúng mà. Đấy, và tiếp theo thì chúng ta sẽ có những cái hàng kích thước tổng. Tổng là 12, đây tổng này là 11, tức là 12 nhân 12. Đó, và chúng ta sẽ có được những cái kích thước như cửa. Cửa thì chúng ta phải nhớ rằng là đây là gì ạ? Cửa, cửa gỗ thì là chúng ta phải làm khuôn. Đó, thế nên là cái kích thước này là kích thước khi mà chúng ta lắp cái khuôn vào. Đó, chưa chưa ấy lắp khuôn. Thế còn những cái cửa như là cửa là 1650 là bao nhiêu đây? Đó là những cái cửa liên quan đến phần gì ạ? Liên quan đến cái phần mà chúng ta chát xong nó phải được cái kích thước là 1950. Cái kích thước này là kích thước khi mà các bạn tra lên nó sẽ bị đen. Đó, kích thước nó không đúng thước lô ban. Thế nhưng đây là cái kích thước khi mà cái trong cái bản vẽ cái chi tiết cửa ấy, thì thước lô ban nó sẽ chia thành hai loại dạng kích thước. Cái cửa nó còn có cái khuôn, nên là khi mà chụp Cường làm thì Cường phải cộng cái khuôn này vào. Sau đó thì trong lòng thì nó sẽ là kích thước đẹp nhé các bạn nhé. Thì đấy, thước lô ban là lọt khí mà, nên là Cường đã chia sẻ rất kỹ rồi, nên các bạn là phải lưu ý cho Cường là chát xong nó phải đạt là 1950. Đây là Cường đã chia sẻ chủ yếu cho các bác thầu ở khu vực nhà anh Hà Sĩ nhé các bạn nhé. Đó, thì xem làm sao cho đúng rất dễ dàng thôi. Xem là nó phải kết hợp. Kết hợp để làm gì ạ? Kết hợp là nghĩa là như thế nào?
Nghĩa là khi mà chúng ta xem mặt bằng thì chúng ta phải kết hợp với lại xem các bản vẽ khác, hay là xem các bản vẽ đứng, mặt đứng, hay là những cái phần liên quan đến kết cấu thì chúng ta xem. Ví dụ như này, ví dụ như là chúng ta xem cái bản này là cái phần, đây là cái phần cửa nhé các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây là này, ở đây là cái phần sảnh này, phần sảnh này, cái sảnh đang cao là 23.250, đây là sảnh này. Cửa này rộng là 27.50, cao là 27.80. Đó, thì cái phần bản vẽ cửa này chúng ta phải xem phần bản vẽ cửa và xem các cái phần đây. Ví dụ như chúng ta dở ngay cái phần bản vẽ cửa ra, anh sĩ dở hộ em bản vẽ mặt bằng định vị cửa KC18 anh nhé. Trên cái bản KC18 này anh sẽ thấy được rằng là nó sẽ có cái kích thước là D là đi, S là sổ và S double là cửa vệ sinh. Nó phải là 2750 x 2780 không ạ? Nó đúng kích thước này đúng không ạ? Đó, nó sẽ chuẩn kích thước này cho anh. Đấy, thì trên cái mặt bằng này này, trên cái mặt đứng này nó sẽ thể hiện cái kích thước đấy. Và anh sẽ còn có thêm ở đây, đó chính là cái bản vẽ này, anh sẽ kiểm tra lại xem đúng cái cửa này là cái kích thước này không, có phải là cửa gỗ màu gỗ và có hai bộ không. Và đây, trên cái bản này chúng ta sẽ có ngay là cả cái thông thủy của cửa và cái kích thước của cửa nhé anh sĩ nhé. Đó, nó rất là rõ ràng cho anh rồi, nên là anh cực kỳ là dễ dàng để xem. Thì ví dụ như xem làm sao cho nó đúng, đúng không ạ? Cách đọc sao cho đúng thì chúng ta phải có, đây là mới đọc phần kiến trúc thôi, nhưng còn chưa đọc phần kết cấu. Đây chúng ta sẽ thấy là 2350, đây là chiều cao từ dưới này lên trên phần sảnh. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng là bây giờ chúng ta phải xem cái mặt cắt. Mặt cắt là gì? Ở đây chúng ta dở ra chúng ta xem. Đó, đây. Đây, cắt ngang qua phần sảnh là các bạn nhìn thấy không ạ? Đây là cắt ngang qua sảnh, có phải là nâng cao là 2350 đến cái phần bên dưới không? Đó, đúng chưa ạ? Các bạn thấy bản vẽ nó rất là rõ ràng và rất là chi tiết không? Nếu mà làm như này sai ở đâu thì người đấy phải chịu trách nhiệm nhé quý vị các bạn nhé. Thế nên là một bộ hồ sơ nó rất rõ ràng, cực kỳ chi tiết luôn. Ví dụ như đây, ví dụ như chúng ta xem nhé, chúng ta xem mặt cắt 22 thì chúng ta phải dở cái bản vẽ của chúng ta ra để chúng ta kiểm tra xem cái mặt cắt 22 là gì để chúng ta xem. Đây, Cường sẽ chia sẻ nó rất kỹ. Đây, mặt cắt 22 là mặt cắt Cường đặt vào đây. Đó, các bạn hình dung ra nó nhìn về phía ở bên kia, nhìn về phía bên này, và mặt cắt 22 cắt qua cửa, qua sảnh, qua phòng thờ, qua phòng ngủ. Thì trong cái phòng ngủ này này, đây các bạn hãy cùng Cường mường tượng và hình dung nó dễ dàng hơn khi mà Cường dở bản phối cảnh 3D nhé các bạn nhé. Đây chúng ta sẽ đặt cái bút này lên, giống như lúc nãy Cường đặt cái bút thì chúng ta sẽ cắt ngang qua đây, chúng ta nhìn về bên này. À, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy là cắt qua đây, nhìn về đây. Thì đương nhiên ở đây tôi có một khoảng, từ đây đến đây tôi có một khoảng của phòng thờ, từ đây đến đây tôi có một khoảng của phòng ngủ, từ đây đến đây tôi có một khoảng của đường ra phòng khách. Các bạn hãy xem cùng Cường. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau xem nào. Ok, chúng ta sẽ thấy được rằng là từ đây đến đây là 4280, từ đây đến đây là 2280, từ đây là 3790 nhé các bạn nhé. Đoạn này là đường hành lang là 1m1, chiều cao của cửa là 1980, cửa sổ cắt ngang có bộ cửa sổ mà, và chiều cao cắt ngang qua cửa đi là 2780. Đó, các bạn nhớ cái lúc mà Cường bảo các bạn xem mặt đứng không ạ? Các bạn thấy con số này không? Đó, các bạn nhớ con số này không? Đó, ok, chốt lại chúng ta kiểm tra cái bản vẽ này, rồi chúng ta kiểm tra lại bản vẽ về phần mặt bằng xem nó đúng là đây là 1m1, 3790 không, 2280 không, hay 4280 không. Đó, thì đấy là cái cách mà chúng ta xem. Nó dễ không ạ? Cực kỳ dễ xem, cực kỳ là dễ hiểu nhé các bạn nhé. Ok, vậy chúng ta quay trở lại về cái con số ở đây. Chúng ta nhìn đến một cái hàng đi, đó, chúng ta sẽ thấy được ngay là 2480. Đó, các bạn thấy không ạ? 2280, 1m1, 3790, tất cả này là con số chuẩn nhé các bạn nhé. Đấy là về cái cách mà chúng ta xem bản vẽ làm sao cho nó đúng. Đó, thế thì khi mà xem bản vẽ làm sao cho nó đúng thì chúng ta còn phải xem cái phần nữa, đó là thi công thì phải xem bản vẽ gì và hồ sơ gì để chúng ta sẽ thi công
Đấy là cái mà quan trọng mà chúng ta cần phải quan tâm. Thế thì bây giờ Cường xin phép là chuyển sang chủ đề 5 là thi công. Bản vẽ thì xem hồ sơ gì? Các bạn nào mà đang xem thì các bạn là giúp Cường là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào chuông để mỗi khi mà Cường xuất bản video thì quý vị các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhất. Các bạn nào mà muốn tư vấn thiết kế thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với Cường qua số điện thoại là 0988 799 32, thì Cường sẽ là người trực tiếp mà là tư vấn hỗ trợ cho quý vị các bạn. Trên cái bộ hồ sơ bản vẽ của bên mình ấy, thì bao giờ mình cũng sẽ gửi về cho các bạn là 2 bộ hồ sơ bản vẽ và kèm theo đó là những cái video hướng dẫn đọc bản vẽ chi tiết từng phần một. Có những gia chủ thì Cường sẽ đăng lên trên mạng giống như anh Hà Sĩ. Có những gia chủ thì Cường sẽ gửi đường link riêng. Đó, đấy là tùy thuộc vào các bạn là mong muốn như thế nào thì là Cường xin phép là sẽ đăng lên. Đó, thế còn là thường thường thì mình sẽ đăng hết lên để cho các bạn là nào mà xem ở cái khu vực đấy thì các bạn là có thể là áp dụng được vào ngay nhé các bạn nhé. Và một bộ hồ sơ như mình đang làm online thì thường thường là bên mình đang làm là 15 triệu một bộ hồ sơ làm online như thế này. Và về khảo sát một lần ở trên khắp các tỉnh thành thì đều là 20 triệu một lần về khảo sát nhé các bạn nhé. Và cái chi phí về này thì là chỉ một lần thôi đối với nhà vườn, nhưng còn tất cả các bộ hồ sơ bản vẽ thì giá dao động từ 100.000 cho đến 150.000 tùy vào cái công trình của chúng ta. Vậy nên là các bạn nào mà có nhu cầu tư vấn thiết kế các bạn hãy liên hệ ngay với Cường qua số điện thoại là 0988 799 32, thì là Cường sẽ là người trực tiếp mà tư vấn cho quý vị các bạn để quý vị các bạn là có được cái công trình nó tốt nhất, chất lượng nhất. Cường xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và Cường rất là mong muốn là mỗi một lần Cường chia sẻ những cái video như này này thì là Cường cũng mong là anh Sĩ có thể là chia sẻ lên Facebook, hoặc là các bạn chia sẻ lên Facebook cho Cường, hay là chia sẻ cho bà con, những người mà làm xây dựng, những các bác thợ làm nhà thầu thì các bác có thể là xem để cùng nhau chúng ta học hỏi. Và tới đây Cường có thể là làm ở trên khắp cái đất nước Việt Nam này, thì hoặc là Cường vươn ra quốc tế thì là các bạn có thể là kết nối với Cường để chúng ta có được những cái công trình nó tốt, nó chất lượng nhé các bạn nhé. Đấy là cái mong muốn của Cường. Và Cường chỉ mong muốn một điều nữa, đấy là về về đối với lại các bác thợ thôi. Thế còn là đối với lại các gia chủ thì Cường mong muốn một cái điều là thật tâm, thật tình, là Cường chỉ mong muốn là các bạn là có được hồ sơ rồi thì chúng ta cần phải quản lý được nó. Tức là sao? Nghĩa là chúng ta cần phải hiểu nó, biết nó, xem được nó. Đó, ví dụ như xem từ đây đến đây biết ngay là à ông thợ cũng có làm đúng không, là 3,3 m không, hay từ đây là 39,3 m, 930, tức là 939,3 phân ấy, 900 gần 1 m ấy, thì là có đúng không, hay là từ đây đến đây là 1,2, 1.280, các ông có làm đúng không, để mình còn tự kiểm tra, mình còn biết được cái bộ hồ sơ của mình, biết được cái bản vẽ của mình, hay là mình còn hiểu được nó thì và mình vận hành được nó. Đấy, vì mình là người sống mà, mình là người ở mà, mình là người mà sau này mình phải chịu những cái trách nhiệm đó. Các bác thợ thì có thể là các bác cái xây xong các bác cái đi, thế nhưng mà nó méo một tí thôi, các bác anh Hà Sĩ anh ở anh ấy không thích thì nó lại rất là dở. Thế vậy nên là gì? Vậy nên là Cường mới chia sẻ những cái video như thế này, chứ thực ra mà chia sẻ video này thật sự rất là mệt và mất rất nhiều thời gian, vì là 1 giờ Cường làm ra rất rất nhiều tiền nhé các bạn nhé. Nhưng mà Cường vẫn dành ra cho các bạn là 1 giờ hoặc là 40 phút để chia sẻ. Vậy nên là các bạn hãy giúp mình là chia sẻ cho cộng đồng để mọi người cùng nhau có những cái giá trị tốt nhất. Đó. Ok. À, về phần mái nhé các bạn nhé. Thì đây là chúng ta xây tường thu hồi thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền, xong đó chúng ta sẽ gích cái sắt này lên này. Thế còn chiều cao ấy, chiều cao ấy, thì các bạn xem ở trên phần mặt đứng. Ok. Đây, mặt đứng đâu? Mặt đứng đây. À, mặt đứng là đằng sau này. KT0 đây. Chiều cao chúng ta sẽ là 37 3 mét rưỡi, 3 mét rưỡi đó. Chúng ta sẽ xây cao tường thu hồi cao 3 mét rưỡi. Nhưng mà các bạn lưu ý một điều này. Khi mà chúng ta xây xây lên đến đây thì chúng ta còn cái tầm mà chúng ta còn phải dùng xà gồ hay dùng lito nữa, dùng xà gồ và lito nữa, thế nên là các bạn phải cân đối để cho cái ngói nó trườm ra bên ngoài, tránh hiện tượng là chúng ta phải hạ 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 xà gồ xuống, nó mất rất nhiều thời gian của chúng ta. Đấy là cái này, các bác thợ khi làm phải có kinh nghiệm thì mới chuẩn được nhé các bạn nhé. À, bây giờ thì Cường xin phép là chia sẻ cho các bạn về phần 5 thi công hồ sơ bản vẽ thì chúng ta cần phải xem những bản vẽ gì, xem như thế nào, đúng không ạ? Vừa rồi chúng ta đã xem xong hết các cái phần liên quan đến phần bản vẽ về phần phần kiến trúc rồi, thì trước khi mà chúng ta đi về cái vấn đề mà xem các cái phần bản vẽ thì chúng ta cần phải xem bản vẽ về kết cấu thì chúng ta mới thi công được công trình các bạn nhé. Thì đây là chính là cái phần danh mục bản vẽ kết cấu. Thì trên cái phần này nó có rất là nhiều các bản vẽ khác nhau. Thì trước khi làm ấy, thì chúng ta cần phải xem cái bản vẽ KC06.
Đó, thì để chúng ta định vị được cái tim, định vị hết cái tim của cột này. Ok, sau khi định vị tim, tìm được tâm nhà thì anh hôm đấy thì anh trước cái ngày mà anh đào cái móng này thì anh phải rắc móng mà, anh định vị được hết cái tim này. Anh sẽ cho các bác thợ đến định vị hết cái tim và các cái phần hố móng. Đó, rắc hết các phần hố móng ra. Đấy, rắc hết các phần hố móng này ra. Và anh biết được cái tâm nhà rồi thì hôm đấy anh động thổ anh cuốc mấy cái, 1 2 3 4 5 cái gì đấy, anh cuốc vào các cái góc của công trình thì nó sẽ đúng cái góc đấy. Là hôm đấy anh động thổ thì trước đầu tiên anh ca xem các C06. Đây, khi mà anh rắc móng thì anh xem bản vẽ KC07 để anh rắc sao cho nó đúng kích thước là 1.3 x 1.3. Anh xem bản vẽ KC07. Đó, và đào sau khi mà đào xong móng và làm cái đổ dầm đó thì chúng ta xem cái bản vẽ KC08 là dầm, là dầm móng nó sẽ rơi là 250 x 500, ba cái trên là 18, ba cái dưới là 18. Đó, và các khố móng thì ở trên này đó chính là cái bản bản vẽ về phần tường móng. Đó thì chúng ta phải xây tường lên rồi chúng ta làm dầm. Đó, như thế này. Để chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều cái chi phí và cái công trình của chúng ta sẽ tốt hơn. Tại sao chúng ta lại làm tường móng xong lại làm răng móng? Thì nếu mà làm như thế này này thì anh sẽ không bị thấm lên trên cái công trình của mình hay là trên cái chân cái của phần mái. Thì phần KC010 là cái phần mà chúng ta sẽ buộc sắt của phần móng cũng như là buộc sắt của cái dầm móng, ví dụ như 3/18, 3/18. Đây thì có kích thước và cái ấy này rồi. Đấy, thì anh nên xem bản vẽ này. Thế còn là cái phần này đó là phần bố trí sắt thép. Thì anh nên xem bản vẽ bố trí sắt thép rất dễ thôi. Đó, cái nan này đan phên thôi mà. Đó, xong chúng ta sẽ buộc sắt là cột 16, 4 cây 16 rất là dễ dàng thôi. Thì đấy là về phần bản vẽ. Thế còn đằng sau này thì chúng ta sẽ có ngay là cái bản thống kê sắt thép. Đấy. Thì ví dụ như là cái phần MD1 này có bao nhiêu MD1, MD1 là gì? Đó, những cái ký hiệu này nó là cái ký hiệu chung rồi. Thì ví dụ như đây là MD1 này hay là D1 này, D2 thì đây, nó chính là cái phần này. Đây chính là các cái phần bản vẽ này và các cái phần hố móng này, MD1 đây này. Và nó nằm ở cái phần bản vẽ bên ngoài này. Đây. Đó chính là cái phần bản vẽ mà khi mà chúng ta phải đào sâu xuống 500 hoặc là chúng ta xây be xung quanh xong rồi chúng ta đổ. Đấy là chính là đây những cái hố MD1. Nhé, anh nhé. Đấy, cái cách mà chúng ta xem làm sao cho nó đúng. Và sau khi mà chúng ta xem cột thì đây, đây lên đến phần cột thì chúng ta xem bản vẽ cột. Đó, rất dễ dàng thôi mà. Hồ sơ nó có hết. Và làm mái thì chúng ta sẽ có cái phần làm mái. Và đây nó sẽ gần đang ghi chú rất rõ về các cái lớp thép mà chúng ta bố trí như thế nào và bố trí sao cho nó đúng. Thì Cường đã ghi rất rõ vào phần ghi chú đây rồi. Đấy, cứ thế mà chúng ta đặt lớp thép thôi. Không gì là phức tạp cả. Có hồ sơ bản vẽ là giống như là có Thượng Phương Bảo Kiếm ấy. Các bạn ạ, cứ có hồ sơ bản vẽ là có Thượng Phương Bảo Kiếm, cứ thế mà làm thôi, ai sai người đấy chịu. Và làm thì làm sao để cho nó chuẩn, nó đẹp thế thôi. Để cứ có hồ sơ bản vẽ nó giống như là la bàn. Các bạn cứ đi ra ngoài đường mà đi ra biển Đông mà dưới mênh mông biển nước mà chỉ cần biết được hướng Bắc là vào bờ thì chúng ta cứ đi hướng Bắc thôi. Cần gì mà chúng ta cần phải đi sang hướng Đông để cho nó sang Philippines, đúng không ạ? Như đấy, có hồ sơ bản vẽ nó giống như có cái la bàn, rất dễ để chúng ta làm việc đấy. Nhưng các bạn nhé, thì đấy là cái cách mà chúng ta thi công cái phần móng và phần sắt thép. Nhưng mà khi mà chúng ta có rồi, có cái phần đấy rồi thì chúng ta lại còn phải là làm sao cho nó đẹp. Đấy, giống như là chúng ta đã có Thượng Phương Bảo Kiếm rồi nhưng mà chúng ta phải múa làm sao cho nó đẹp. Thì đây, ok, chúng ta có ngay cái phần là phần kiến trúc. Đó, cứ lên đến phần tường rồi, xong cái phần móng, lên đến phần tường rồi thì chúng ta xem phần kiến trúc, xem cái phần mặt bằng kiến trúc và xem phần mặt đứng kiến trúc, cửa cao bao nhiêu đó và mái cao bao nhiêu, phào như thế nào, chi tiết phào xem như thế nào. Ví dụ như chúng ta muốn xem chi tiết cột, đây đây là cái cột để làm, dở ngay chi tiết cột ra chúng ta xem có cái gì đâu. Rất dễ nha các bạn nha, không khó một tí nào. Ở đây này, Nhật Cường sẽ dở ra chi tiết lát nền, chi tiết cửa, chi tiết phào, chi tiết sảnh. À, bây giờ là gần hơn 12 giờ rồi. Hôm nay là ngày bao nhiêu đây ta? Hôm nay là 13 các bạn ạ. Chi tiết cửa, chi tiết phào, chi tiết hoa sắt, chi tiết mái, chi tiết trục sảnh, chi tiết sảnh, chi tiết cột 1. Đó, KT13. Nó dở ngay bản vẽ KT13 ra để chúng ta xem. Ok. Đó, các bạn thấy không? Cái cột này là cái cột chất lượng nha các bạn nhá. Đó. Cái tại sao lại là cột đẹp và cột chất lượng? Đây là cột kiến trúc sư thiết kế, không phải là cột mà chúng ta nghĩ ra được. Đó, thì nó sẽ có 3 phần, phần đế, phần thân và phần cổ. Các cái phần này đều có cái kích thước cả.
Đấy các bạn cứ nhìn này, từ phần đế phần có cái phần bản vẽ này rồi các bạn nhìn ạ. Cái phần thân cột này rộng từ bên này sang này là 540, phần đế này là 700. Đấy, cứ thế mà làm thôi. Cứ phần cổ trên này này. Đấy, cái chỗ này là giống như chúng ta đang thắt cái caravat là 80. Đấy, caravat đây này. Ở đây là chúng ta làm đây từ đây này là bằng 440. Đấy, từ đây là 440 này. Và cái cột này hình vuông. Bên này này, chúng ta là phải khoét lõm đó thì đây này đắp phào nổi 30 rộng 40 đó thì là những cái phần này. Thế còn là khoét lõm 50 tức là khoét sâu nó vào 50 để làm gì, để chúng ta làm một cái điểm nhấn đó và cái công trình của chúng ta bền hơn nha các bạn nha. Thì tất cả cái này nó có hết cho anh Hà sĩ để cho anh có thể là làm được. Anh phải xem từng bản vẽ làm phần nào, xem phần đấy, làm xong móng, làm xong phần móng xem bản kết cấu móng, làm đến đổ cột xem bản vẽ cột, đổ mái xem bản vẽ mái, xây tường xem bản vẽ kiến trúc, xây cột xem bản vẽ cột, làm cửa xem bản vẽ cửa, làm mái xem bản vẽ mái. Ok, đấy là cái cách xem bản vẽ làm sao cho nó đúng. Đó là cái phần số 6 mà Cường vừa chia sẻ cho các bạn. Bây giờ thì Cường xin phép là sẽ chia sẻ về những lưu ý trong quá trình mà thi công nhà cho anh Hà sĩ để anh có được cái công trình nó tốt nhất, nó chất lượng nhất. Và cũng đến cái phần số 7 rồi. Bạn nào mà có nhu cầu tư vấn thiết kế thì các bạn hãy liên hệ với Cường qua số điện thoại là 0988799932 để Cường có thể là tư vấn thiết kế cho quý vị các bạn. Và toàn bộ cái bộ hồ sơ bản vẽ của bên mình là bộ hồ sơ chuẩn nhé quý vị các bạn nhé. Không giống như tất cả các bộ hồ sơ mà ở trên mạng, đó chính là bộ hồ sơ mà người ta không có tâm, người ta chỉ có một số cái bản vẽ mà dán rất là rẻ thôi, mấy chục thôi. Đó chính là chỉ có một hai cái mặt bằng cộng với lại là một hai cái mặt đứng đó là xong, họ gửi cho bạn một phối cảnh xong rồi là xong. Thì đấy cái bộ hồ sơ như thế là bộ hồ sơ hàng fake nhé các bạn nhé. Cường chia sẻ thật như thế vì bây giờ nó có quá nhiều các đơn vị mà các bạn lại không hiểu được là hồ sơ chuẩn là gì và bản vẽ chuẩn là gì mà các bạn cứ bị lừa thôi. Đấy là cái mà Cường Cường rất là thấy áy náy vì mình phải hướng dẫn, mình phải giải thích cho các bạn để các bạn mới hiểu được cái giá trị của HCG mang lại cho các bạn nhé các bạn nhé. Thì đấy là bộ hồ sơ chuẩn của HCG. Và hồ sơ chuẩn của HCG là gì, cứ 2D thì có 3D mô tả bên cạnh để làm gì ạ, để cho các bạn dễ làm dễ thi công đó. Ok, các bạn có thể nhìn thấy cái cột 3D đâu ạ, đấy chuẩn chuẩn 3D nhé, cứ 2D là có 3D đấy ạ. Đó, cái này là bên mình đang sử dụng cái công nghệ hàng đầu của Mỹ cũng như là đang áp dụng ở trong Việt Nam các bạn nhé. Nên là cứ 2D nó có 3D mô tả cho các bạn như thế này, rất rõ ràng và chi tiết. Nó bộ hồ sơ thì cực kỳ là đẹp, chuẩn. Đó, nên là các bạn nào mà có nhu cầu thì các bạn hãy liên hệ ngay với Cường. Số điện thoại là 0988799932. Cường sẽ là người trực tiếp mà tư vấn thiết kế cho quý các bạn. Còn bây giờ Cường xin phép là chuyển sang phần thứ 7, những lưu ý trong quá trình mà chúng ta thi công nhà. Trong khi mà chúng ta thi công công trình của mình thì cũng là có rất là nhiều những cái vấn đề mà anh sĩ cần phải quan tâm và lưu ý. Đầu tiên thì chúng ta cần phải lưu ý về cái về 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 các cái biên bản trong quá trình mà chúng ta ký tá hợp đồng, làm sao để cho cái công trình khi mỗi một giai đoạn thì chúng ta cần phải kiểm tra lại, đúng không ạ? Ví dụ như là khi mà các bác thợ làm xong đến cái phần móng thì các bác hãy kiểm tra lại cho Cường về cái tim cũng như là cái sắt thép đã buộc đúng chưa, và các bác cần phải thống nhất lại và chụp ảnh lại cho anh sĩ cũng như là quay lại video, quay lại hình ảnh để tránh trường hợp chúng ta cãi nhau và chúng ta phải gửi lên trên đó và Gmail vân vân để lưu trữ các thông tin. Tiếp theo là khi mà chúng ta thi công xong phần móng thì chúng ta cần phải tiếp theo đó là chúng ta cần phải là kiểm tra lại, đo đạc lại để tránh hiện tượng là cái móng nó không được vuông, thì khi mà lên đến phần thân phần cột nó sẽ không được vuông. Đấy là cái lưu ý đầu tiên. Và trong quá trình làm thì là những cái phần mà những cái phần liên quan đến đến cái sắt thép buộc như thế nào thì là chúng ta cần phải có sự thống nhất giữa gia chủ và kiến trúc sư đấy, để chúng ta buộc làm sao cho đúng, tránh tình trạng mà chúng ta làm nó không theo bản vẽ mà chúng ta cứ làm theo cái thói quen của chúng ta thì nó cũng không nên. Và khi mà chúng ta làm xong phần móng lên trên phần cột ấy, lên trên những phần cột thì chúng ta cần phải kiểm tra lại toàn bộ cái kích thước móng xem nó đã vuông chưa. Lên trên phần cột thì chúng ta đổ cột thì chúng ta cần phải bảo dưỡng cột đó. Phần xây tường chúng ta cần phải có cái biên bản bảo dưỡng tường đó, và chúng ta cần phải bảo dưỡng tường làm theo đúng bản vẽ, và chúng ta làm đổ mái chúng ta cũng bảo dưỡng mái vân vân là tất cả các cái này. Và khi mà chúng ta xi măng xây chát chúng ta cũng phải bảo dưỡng xi măng, bảo dưỡng lớp chát, và chúng ta cần phải tưới nước vào đúng những thời điểm quan trọng đó. Thì là các bạn hãy kết nối với Cường để Cường sẽ hướng dẫn thêm, anh sẽ kết nối với em nhé anh nhé.
Tiếp theo thì chúng ta cần phải có thêm ở đây đó là các cái chủng loại vật tư vật liệu là phải rõ ràng đó trước khi mà chúng ta ký tá với lại gia chủ, với lại bên nhà thầu. Ví dụ như là chúng ta muốn mua gạch loại A loại B, chúng ta anh sĩ nên mua cái mẫu đi về để xem. Anh muốn làm cửa thì anh bảo thợ cửa cắt cho mình cái mẫu mang về. Đấy, ký tá đúng cái mẫu đấy thì chúng ta bắt đầu làm. Đấy, tất cả các cái thứ chúng ta cần phải mua mẫu về hết thì chúng ta kiểm nghiệm thì chúng ta xem. Thế còn là làm một cái công trình nó cũng không đơn giản là làm một cái gì đó nó dễ dàng đâu. Vì một cái ngôi nhà mà các bạn chất chiêu mãi mới kiếm được 1 tỷ, 2 tỷ để chúng ta xây một cái ngôi nhà, nó nhiều tiền lắm và mọi thứ nó đều phải cân đối hết, chứ không phải là chúng ta ào 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 chúng ta cứ thế chúng ta bưng ra chúng ta làm đâu, nó không được. Đấy, thế nên là các bạn là phải cân đối, phải tính toán, ví dụ như là cái khoản tiền chúng ta là bao nhiêu rồi và chúng ta đang làm đến phần này rồi đấy, nhưng mà chúng ta đang thiếu tiền thì chúng ta có thể bỏ cái phần đổ trần đi, chúng ta chỉ đổ le mái thôi, nó làm thành vật liệu khác, hoặc là kết nối với kiến trúc sư thì kiến trúc sư sẽ tư vấn cho các bạn là những cái phần nào cần phải phải làm gì để tiết kiệm được tiền. Đấy là cái mà giá trị mà Cường có thể đem lại cho các bạn. Đấy, kể cả cái vật tư vật liệu trong nhà các bạn cứ kết nối với Cường nhé. Thì còn rất là nhiều những lưu ý trong quá trình thi công khác. Các bạn hãy đăng ký kênh Kiến trúc HCG, thì khi mà đăng ký kênh ý, thì Kiến trúc HCG sẽ trả lời và giúp các bạn. Và hoặc là một điều này, các bạn cứ kết nối Zalo với Cường đi, qua số điện thoại là 0988 799 32 thì Cường sẽ là người trực tiếp mà cầm máy nhé các bạn nhé. Đấy, bây giờ thì cũng muộn rồi, bây giờ cũng gần trưa rồi, Cường phải đi ăn cơm đây. Cường xin chúc quý vị các bạn là có một cái cuộc sống bình an, hạnh phúc và thành công. Đấy là những cái điều tốt đẹp nhất mà Cường mong muốn cho các bạn, và chúng ta đều có những cái công trình tốt nhất, chất lượng nhất. Và Cường cũng mong muốn là các bạn nào mà xây nhà thì các bạn hãy liên hệ với Cường nhé các bạn nhé. Bây giờ thì Cường xin phép kết thúc video tại đây. Cường xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.